Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip đồ nghề nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán mình em, các chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui lòng gửi phí vận chuyển ạ. Rồi em vô cái mã số 1 luôn nha các anh chị. Mã số 1 là em có cái sản này. Đây. Cái sản này thì nó không có, nó hơi bị taxi nha các anh chị, nó hơi đen đen này. Đó. Hình thức của nó như vậy. Đó. Nó hơi bị taxi đen đen này. Nhưng mà nó không có mớp méo gì hết nha các anh chị. Cái loại này nó khá là dài luôn nè. Các anh chị mình rất là ok á. Cái này thì chiều dài của nó là 47, còn rộng này là 11 cm nè. Nó đen vậy thôi chứ nó dài nên là mình xài cũng ok nha các anh chị. Cắn được cũng còn nguyên si, xài ngon lành. Rồi mã số 1 170. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị, là một cái con dao. Con dao này của Maxwell nha các anh chị. Khi các anh chị mình muốn lấy con dao mình bóp này. Đó, bóp này lại ra ha. Thì con dao này của Maxwell này, con dao này còn mới tinh nha các anh chị. Đó, lưỡi của nó. Hằng 7 thì nó hơi có những cái vết chấm chấm gì chứ lưỡi còn đẹp lắm nha. Không có mẻ, không có gì hết á. Maxwell, cắn đồ còn đẹp luôn. Nó có cái hộp lưỡi dao, có hộp dao như vậy này để mình đút dao vô, và cái này là cái hòn đá nha các anh chị. Đá để các anh chị mình liếc. Cắn được cũng còn ngon lành. Thì cái canh dao, dao gọt này nha các anh chị, dao rồi gọt. Chiều dài của nó là 8 cm, chiều dài lưỡi là 8 cm, còn chiều dài nguyên cây là 23. Rồi mã số 2 230.000. À, mình lấy ra mình bớt cái nút này. Đấy. Rồi mã số 2 230. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Mã số 3 là em có cái con dao này. Dao này của KDS nha. Dao này thì hình thức của nó là một bên dao một bên cưa. Thì cái con dao này này, đó hình thức này. Lưỡi rồi còn ok ha. Bên lưỡi này cũng còn đẹp nha các anh chị. Bên này đó, một lưỡi dao và một lưỡi cưa. Thì các anh chị mình cưa lát, cưa gì cưa, cưa sắt, quên cưa ống nước rồi cũng được ha. Đó, con dao này. Rồi cán tay cầm được cũng còn đẹp hết, không có bị trài sơn gì nha các chị. Cái nhựa này còn đẹp lắm luôn. Rồi cây này mã số 3 nha các anh chị, 180.000. Cây này chiều dài nguyên cây của nó là 18, mã số 3 180. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là cái cưa này nha các chị, cái cưa hai lưỡi cưa ha. Thì một bên này là một cái lưỡi cưa đen như vậy để các anh chị mình cưa sắt, cưa ống nước. Đó thì người ta có sử dụng rồi nha các anh chị. Còn ok, cũng còn đẹp lắm này. Made in Japan. Rồi. Còn bên này nha các anh chị, bên này là cũng một cái lưỡi cưa này, lưỡi này cưa cưa gỗ được nha các anh chị, cưa gỗ cưa gì người ta cưa cái gì nó dính cái keo nha các anh chị. Nhưng mà cái răng còn đẹp ha. Dính keo, Made in Japan. Hai cái này là hai lưỡi cưa hết nha. Một bên là cưa được cưa gỗ, còn bên là cưa sắt, cưa ống nước rồi được. Made in Japan. Cái này còn đẹp lắm nha. Thì các anh chị mình mở ra tháo ra như vậy. Có cái gì? Đó. Mình lấy ra. Rồi. Cái này là mã số 4 nha các anh chị, 130.000 cho mã số 4 luôn. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái kéo này nha các anh chị. Cái kéo này thì cái lưỡi của nó riêng em chưa có mài nha. Các anh chị về mình mài lại nha các anh chị. Cái này là em chưa có mài nè. Để em thử cái các anh chị về mài lại nha. Còn cái này là cái cán của nó nè. Đó, nó có hơi rách rách nhẹ nhẹ chút xíu như vậy. Cán của nó có rách ha. Rách bên này nữa nè. Cái này là chiều dài của nó là 20 nha các anh chị. Của Okasuna. Lưỡi gì? Để em thử rồi. Đó, chưa có mài mà ngọt lắm luôn nha các anh chị. Rồi cây này hình thức lưỡi này, lưỡi còn đẹp lắm luôn nè. Ở hai bên. Lưỡi không bị gì hết. Rồi.
Cây này chiều dài của nó 20 nha các anh chị. Mã số 5, 270.000. Cây này chỉ vệ sinh, chưa mài, chưa làm. Tiếp theo là mã số 6. Mã số 6 là một cái cây dao cạo này nha các anh chị. Cây dao này thì hình thức của nó này, cái nhựa sừng này, đẹp nha. Còn cái bên này này, lưỡi cũng còn bén lắm nha các anh chị. Nó có mọc chữ như vậy đó, hai bên hai mọc chữ như vậy nha. Hình thức của nó đây đó. Dao này là dao con dao cạo nha các anh chị. Đó, bén lắm nha. Cái này là chiều dài lưỡi của nó sử dụng làm 7 sen. Chiều dài lưỡi sử dụng là 7 sen nha các anh chị. Rồi mã số 6, 130.000. Tiếp theo là mã số 7. Em có cái kìm cắt nẻ, cắt chân linh kiện hay cắt. Các anh chị mình về mình cắt đồ bonsai cũng được nha. Cái này còn đẹp lắm luôn nè. Đây, cái lưỡi của nó là lưỡi mỏng như vậy nha các anh chị. Cắt chân linh kiện của Mary nha các anh chị. Cái này mình về cắt bonsai được luôn hả? Lưỡi mỏng này. Ngọt lắm. Đó, cắt ngọt này. Này, lưỡi khít nha, không có hở gì hết, cắt ngọt. Rồi, cây này thì hình thức của lưỡi của nó này, Mary, cây này nhỏ nha các chị, cây này size nhỏ xíu à. Size chiều dài của nó là 13, chiều dài 13 á, mã số 7, 100. Tiếp theo là mã số 8. Cũng cái kìm Mary luôn nha các chị, nhưng cây này thì cái mặt lưỡi của nó không có bị gì nha các chị, nhưng nó hơi đen hơn chút xíu á. Cắn cũng không có rách. Cây này chiều dài của nó cũng 13 nha các anh chị. Đó. Cắt ngọt ha. Cây này để các anh chị mình cắt chân linh kiện. Lưỡi mỏng nha các chị. Hoặc là các chị mình cắt bonsai mini cũng được này. Rồi mã số 8 nha các anh chị. 80.000. Tiếp theo mà mã số 9. Mã số 9 là một cái cây kìm này nha các anh chị. Cây này thì hình thức của nó này, nó cũng vậy nha, cũng của Mary nha các chị. Đó, Mary, cái này hơi mờ mờ chút nè. Cắn tay cầm độ ok ha. Thì cái lưỡi này nè, nó cũng đen đen nha các chị, nhưng mà nó không có mẻ ha. Lưỡi đen đen không có mẻ. Lưỡi mỏng như vậy luôn. Cái loại lưỡi mỏng này cắt ngọt lắm luôn nha các chị. Rồi, cái cây này hình thức của nó này, cây này thì dài hơn nha. Cây này cái lưỡi của nó hơi đen đen chút thôi, chứ chiều dài của nó dài hơn nha các anh chị. Cây này chiều dài của nó là 16. Chiều dài là 16 nha các anh chị. Cắn tay cầm đều đẹp, không có hở gì hết. Rồi mã số 9, 100. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cái cây kìm này cũng của Mary luôn. Đó, lưỡi cắt cũng ok nha các anh chị. À, thì cây này cũng lưỡi mỏng như vậy, hình thức của nó là cắn tay cầm đều cũng không rách. Em cắt thử cho các anh chị mình xem này. Đó, cắt ngọt ha. Này, cái lưỡi của nó như vậy nè. Mỏng. Để các anh chị mình cắt chân linh kiện đồ nhỏ. Cái này chiều dài của nó cũng 13 nha các anh chị. Mã số 10, 100. Tiếp theo là mã 11 cũng vậy luôn. Mã 11 thì nó hơi đen chút xíu nha. Cái lưỡi của nó này, nó có người ta sử dụng rồi á. Nó có hơi trề trài nha các chị. Đó, nhưng mà còn bén ha. Cây này cũng không có rách vỏ gì hết nha các chị. Chiều dài của nó là 10. Đó, cắt ngọt ha. Chiều dài của nó là 13 nha các chị. Đó, nó thấy nó dễ thôi chứ cắt ngọt ngay à. Rồi mã số 11, 80.000. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 là một cái cây kìm này. Cây kìm này của Maxin nha các chị. Maxin này của Mỹ nha. Thì cái cây này nó người ta họ khắc là da nên nó hơi mình nghiêng nghiêng vậy nè, mình thấy này đó, Maxin OSA này. Đó, thì cây này hình thức của nó này, lưỡi cũng còn ok nha các chị. Thì nó cũng có những cái vết cắn cắn nhẹ nhẹ do người ta sử dụng rồi, còn cắn thì đẹp, cắn tay cầm đồ đẹp, không có rách gì hết. Đây thì em sẽ cắt thử ha, cây này à, kìm này của Maxin OSA đó, cắt ngọt ngay ha. Đây, cái này thì chiều dài của nó là 19 nha các anh chị. Chiều dài của nó 19, cắn không có rách gì hết. Đó, này em sẽ quay nghiêng cho các anh chị mình thấy này đó. Rất xinh.
OSA. Lưỡi này, lưỡi có hở hở bên trong thôi nha các chị, còn bên ngoài còn ngọt lắm. Nói chung mã 12 208, tiếp theo là mã 13. Mã 13 là một cái cây kiềm quả này nha các chị. Cây kiềm quả này mở nhanh nha các chị. Đó, mình để vô là mình kẹp nhanh thôi nha, kẹp nhanh này. Cây này cũng của Mỹ nha các chị, made in USA. Răng ngầm được còn ngon lành nha, răng được còn đẹp lắm nha các chị. Thì hình thức của nó là như vậy. Cắn này thì có trài trài nha các chị, cắn có trài trài dính keo rồi, nhưng mà bên răng đồ đẹp nè. Đây made in USA, kiềm quả mở nhanh, mình để cái đồ vô cái mình kẹp lại thôi, mình không có phải kéo giật gì hết. Cái này thì chiều dài của nó là 25, miệng mở rộng của nó để hình thức hết cỡ như vậy, nó bung hết cỡ như vậy là 6 sen nha các chị. 6 sen chiều dài 25, răng ngầm được còn đẹp. Mã 13 270.000 cho kiềm quả Mỹ này luôn. Tiếp theo là mã 14. Mã 14 là em có cây búa này nha các chị. Cây búa này thì hình thức của nó này, cây này hiệu của nó fancy nha các chị, nhưng của nó là made in Japan này. Cây này là chưa có sử dụng nha, thép trắng như vậy luôn nha các chị, xi trắng thép trắng như vậy luôn, không có gì, chưa có sử dụng gì hết. Cây này mini nha các chị, rất là nhỏ luôn. Các chị mình chốt những cây này mình lưu ý, cây này mini rất là nhỏ, nặng của nó luôn cắn như vậy á. Nguyên cái cây này là 150g nha các chị. Chiều dài của nó là 23. Đường kính cái đầu của nó là đầu vuông á. Đầu vuông như vậy nè. Thì em sẽ đo luôn cái đường kính cho các anh chị mình. Rất là nhỏ, 15 ly, 1 sen rưỡi. Đó. Cái này là chưa sử dụng nha, thép trắng như vậy luôn. Rồi mã 14, 140. Tiếp theo là mã 15. Cũng là một cái cây búa. Cây búa này búa bác búa cho các anh chị mình làm thợ mộc, búa đầu như vậy nha các anh chị, đầu bát giác như vậy. Thì cái cây này nè, hình thức của nó cũng thép trắng như vậy luôn nha các anh chị, cũng chưa sử dụng luôn, cán tay cầm được còn ngon lành, còn tem được đầy đủ, còn tem được luôn. Thì cái cây này hình thức của nó là nặng 450g nha các anh chị, nặng là 450g. Chiều dài của nó là 33. Đây đường kính đóng em đo dài là 2 sen nha các chị. Đó. Mới chưa sử dụng nha. Cái này mới chưa sử dụng. Rồi mã 15 170.000. Hình thức của nó đây. Tem được còn ngon lành. Đầu nem được còn đẹp. Rồi mã 15 170. Tiếp theo là mã 16 nha các chị, là một cái búa nhựa này. Búa này nặng nha các chị, búa này nặng lắm. Hiệu của nó OH này. Người ta có sử dụng rồi nhưng mà còn ngon, còn đẹp lắm nha. Cái đường văn chống trượt này vẫn còn nha các chị. Nó búa nhựa người ta sử dụng rồi thì nó cũng có những vết cắn thôi, chứ còn đẹp lắm nha. Đó. Cây này nặng lắm nha, cây này bự. Cây này nặng tới 950g rồi. À quên, 850g nha các chị. Cây này nặng tới 850g. Búa nhựa như vậy, hiệu OH 0.8 này. Luôn cắn là 850 đó. Chiều dài của nó là 35 nha các chị, còn đường kính đóng là 4 sen rưỡi. Nó hơi vàng vàng vậy thôi chứ còn đẹp nha. Trời, cái búa này là mã số 16 108 nha các chị, cắn đồ đẹp lắm nha, không có bị trài sơ bể mẻ gì hết. Mã số 6 108. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 108. Tiếp theo là mã 17. Là một cái cây thước thỉ này của Shinhwa nha các chị, made in Japan này. Cây thước thỉ này còn mới nè, nhôm, bằng nhôm nguyên khối như nè, bằng nhôm nha. Cây này là made in Japan nha các chị. Made in Japan. Cây này hình thức của nó nè, còn mắt thỉ rồi còn đẹp hết, không có bị gì hết luôn. Rồi cây này em đo chiều dài. Chiều dài của nó là 38 nha các chị, chiều dài 38, có 3 mắt thỉ. Rồi mã số 17 107. Tiếp theo là mã 18 nha các anh chị, là một cái căn này. Cái căn này mình căn được 20kg của Japan nha các anh chị, căn được 20kg này. Còn đẹp Tokyo 8 tới ha. 5 10 15 20. Đó. Hình thức của nó này, sơn được còn đẹp hết nha. Cái này kéo
Ra mã 18 nha các chị, 180.000. Nha Ben. Rồi tiếp theo là mã 19 nha các anh chị. Mã 19 này em có cái cây này. Cây này thì cái cây đưa chuột nha các anh chị. Đưa chuột 12-14. À, 12-14 của Tết. Của Tết. Tết hay là của gì đây? Của Tết hay là của gì ta? Đây da ben này, 10-12-14 ở trang này, không thấy chữ gì ta. Cái này là mới chưa có sử dụng nha các chị, để em gửi cái này ra coi. À, của Tết này, đó, của Tết nha các chị. Cái này là mới chưa có sử dụng này, đó, hình thức của nó này. 12-14, đuôi chuột còn đẹp hết nha, hoạt động là ok. Chiều dài của nó là 23 nha các chị, chiều dài 23, mã 19, 160. Tiếp theo là mã 20, là một cái cây nại, cây gì cũng không biết để làm cái gì nữa. Đó, hình thức của nó là như vậy. Cây này của Đốc Du ha, Đốc Du, Made in Japan. Đó, cái đầu đóng rồi còn đẹp, cây này còn mới tinh như vậy luôn. Mà không biết để nó nại cái gì nha các chị. Đó, nại cải gì không biết. Cái này thì chiều dài của nó là 25 nha các anh chị, chiều dài 25. Cái rộng này là 8 sen này. Đó. Nó có 2 3 cái chia nha. Rồi mã 20 nha các anh chị, 170.000. Đốc Chu Made in Japan. 170. Tiếp theo là mã 21, là một cái cây cần này. Cây này 9.5 mi nha các anh chị, KTC là 3/8 này. Cây này còn mới đẹp lắm luôn này. Đó, đầu bi được còn đẹp nha. Cái này vừa tự động và vừa lúc lắc luôn nha các chị. Đó, tự động như vậy và lúc lắc luôn, hoạt động luôn, ngon lành hết. Cái này còn mới tinh như vậy luôn nha các chị, không có tróc sơn tróc xi gì hết. Thì chiều dài của nó là 24, khẩu của nó là 9.5 mi, KTC 3/8, mã 21, 180.000. Tiếp theo là mã 22 là em có cái cây này, tay nối của Tớp nha các chị. Tay nối của Tớp này, tay này mới tinh luôn, đầu bi đồ còn đẹp hết nha. Cây này 1/2 nha các chị, chiều dài của nó là 10-15 sen. Chiều dài 15 nha các chị, của Tớp, mã 22-100. Tiếp theo là mã 23 nha, 23 là một cái tay nối này nha các chị. Tay nối này là của cô Ken này. Cô Ken này, cô Ken là hàng xịn lắm nha. Thì cái này nè, đầu bi rồi còn đẹp, mới tinh luôn nha các chị. Ken chưa có sử dụng luôn. Và đi theo luôn cái đầu khẩu này là 19 luôn nha các chị, của cô Ken luôn. À, tại vì em không có đầu của Ken, thì em để luôn. Các chị mình cần cái số 19 thì các chị mình xài luôn á. 19 cũng cái số thông dụng để cho các chị mình xài. Thì cái đầu này á, cái cây này là chiều dài của nó là 25 nha các anh chị. Chiều dài của nó là 25, là một cái tay nối 1/2 và thêm cái đầu khẩu 19 của cô Ken 1/2 luôn. Rồi mã 23, 150. Tiếp theo là mã 24, là một cái cần tự động này nha các anh chị. Cần tự động này của KTC, khẩu của nó là 1/2. Đó, logo nội địa Nhật KTC nha. Thì cái này hoạt động rồi cũng ngon lành nha các chị. Cái này thì nhông của nó nhông nhuyễn nha các chị. Đó, nhông nhuyễn kêu nhẹ à. Đó. Cái này khảo 1/2, chiều dài của nó là 25 sen. Đầu đồ cũng còn đẹp nha các chị. Nó cũng có những cái vết cắp xi như là người ta xài rồi á, cắm ra cắm vô cái đầu khẩu á, nên nó cũng trầy trầy. Cái thân của nó rất là đẹp luôn. Trời, mã 24-200. Tiếp theo là mã 25. Đây em có cái cây cờ lê này của Super nha các chị. Nó có số 8 và số 10, mới tinh như vậy luôn. 8 và 10 nha các anh chị. 8-10, chiều dài của nó là 18, mã 25, 60.000. Tiếp theo là mã 26. Mã 26 là em có cây này 89 nha các anh chị. 89 KTC mới tinh như vậy luôn. 89 mới tinh ha. Rồi cây này thì chiều dài của nó là 17 nha các anh chị, mã 26, 80.000. Tiếp theo là mã 27.
Mã 27 là cái cây cờ lê này nha các anh chị, số 13 của Lotte Japan, 13 của Lotte nha. Thì người ta có sử dụng rồi, nó có trề trài le le bên này chút xíu nha các chị này. Đó, trài le như vậy nha. À, cái này Lotte 13 của Japan. Chiều dài của nó là 18 nha các chị. Đây nó có le nha. Nó có trài, người ta có sử dụng rồi nên nó có cắn nha các chị. À, 13 Lotte. Cái thân của nó đẹp dữ lắm luôn, có cái nó người ta xài nó hơi cắn. Rồi mã 27 nha các chị, 100. Tiếp theo là mã 28 là cờ lê này. Cờ lê này nó có số 12 và 14, một đầu miệng và một đầu vòng, còn đẹp nha các chị, không có tróc sơn tróc xi gì hết đó. 12 14 cây này dài, cây này chiều dài của nó là 22 nha các chị đó. Cái độ cong của nó cong mạnh lắm. Rồi mã 28 60. Tiếp theo là mã 29 là một cái cây vít lắc này nha các chị. Cây này của Annette này. Đó, Annette Made in Japan nha. Cây này đẹp lắm nha các chị. Cây này nó cái mũi này nè, mũi lục giác nha các chị, mũi lục giác đầu bi. Các anh chị mình có mũi 6.35 ly là về mình thay vô mình xài thôi nha. Tại giờ hiện tại là em không có cái mũi 6.35 ly nên không có thay cho các chị được. Còn các anh chị nào mà có Annette Japan này, thì có cái mũi 6.35 ly, cái chân này là các chị mình xài được thôi nha. Đó, đây em sẽ cắm vô lại nè. Cây này xịn lắm nha các chị, cây này nè, Annette nè. Đó. Đây, để trên giữa là một cây vít bình thường nha, cây này là cây vít lắc nha các chị. Đó, mình lắc qua lắc lại. Này. Đó, nghe cái tiếng Made in Japan. Cái nhầm của nó nghe sướng à. Rồi cây này á là cái cán không nha. Cái cán không là chiều dài của nó là 9 cm nha các chị, còn cái mũi luôn á là 19. Rồi mã 29, 120.000 cho cây vít này luôn. Rồi tiếp theo là mã 30. Mã 30 là em có cái cây vít đóng này của Annette nha các chị, Made in Japan. Đó, cũng của Annette luôn. Đây, Annette Made in Japan. Đầu đóng rồi còn đẹp nha các chị, mũi của nó này. Mũi riêng nha các chị, mũi của nó là BH3. Dương 3 này, ở đây có người ta có để dương 3 này. Đó, dương 3 nha. Cái này chiều dài của nó là 25 nha các chị, 27 luôn, chiều dài 27. Một cây vít đóng cho các anh chị mình đóng ha. À, dương 3, mũi còn mới tinh chưa sử dụng. Rồi mã 30, 80.000. Tiếp theo là mã 31 nha các anh chị. 31 là một cái cây vít này. Cây vít này vít đa năng, vít 6 mũi vít đa năng nha các anh chị. Thì mở ra như vậy. Đây. Mũi này nè, cái chân này nè nó hơi, để em quay cái chân trước này nó hơi chài chài tóc xi như vậy thôi. Nhưng cái mũi nó cực kỳ đẹp nha. Mũi này là mũi trừ 6 này. SN6. Mũi trừ 6 còn đẹp lắm luôn này. Khi các anh chị mình đẩy vô đây. Đó, mình nhặn xuống. Đó là mình xài thôi. Khi mình muốn thì mình rút lên. Rút lại, ngược lại. Rồi. Tiếp tục là một cái mũi nữa. Mũi nữa là trừ 4 nha các anh chị. Trừ 4 này. Cái này nó trài mất rồi nha các anh chị. Nhưng mà cái mũi còn đẹp lắm luôn này. Rồi trừ 4 này. Tiếp theo là mũi này, mũi nhọn như vậy nha các chị, mũi lấy dấu, mũi nhọn này. À. Tiếp theo là mũi này mà mũi cũng cái mũi nhọn luôn nha các chị, mũi sùi, mũi khoan, mũi taro gì vậy. À. Tiếp theo là cái mũi này là mũi dương 2 nha các chị. Mũi này là mũi dương 2 này. À. BH2. Rồi mũi này là mũi dương 1 này. BH1. Dương 2, dương 1 trừ. Rồi 6 mũi đủ rồi nha các anh chị. Đó, cái bộ này còn đẹp lắm. Mã 31, 220. Tiếp theo là mã 32 là một cái cây vít lực này nha các anh chị. Đó, canh 5. Cái lực của nó là 30 nha các anh chị. 930 này, đó. Thì cái giải này khi các anh chị mình quay đây. Hoạt động được ok hết nha, mình quay này. Đó. Muốn mạnh này, mạnh này mình quay. Qua hoạt động được ok hết nha, cái mũi của nó như vậy nha các anh chị. Đây. Mũi của nó là mũi Annette này, BH2. Mũi còn đẹp luôn.
đó, mình chấm vô đây. Mũi của nó là 6.35 ly nha các chị. Còn cái này là em thử rồi nha, lực rồi nhảy ngon lành hết nè. Cắn tay cầm đồ cũng còn đẹp. Chỗ này nó tơ họ keo cái gì đó. Cái chỗ này nó có trài trài nha các chị, nó có tróc xi nhẹ nhẹ. Rồi mã 32, 270.000 cho cây dít lực này luôn. Cây này thì khi các chị mình đo như vậy này, chiều dài của nó là 16 này. Nếu các chị mình gắn mũi vô là chiều dài của nó 19 ha. Thì cái cây này là một mũi 6.35 ly nên thông dụng nha các chị. Các chị mình có mũi 6.35 ly cỡ dài dài như vậy là mình để vô được. Mã 32, 207. Tiếp theo là mã 33. Có cái bộ đục da này nha các chị. Bộ đục da này nó mắc một mũi rồi nha các chị. Nó còn mũi 2 ly, 2 ly rưỡi, 3 ly, 3 ly rưỡi và 4 ly rưỡi. Mắc mũi 4 ly. Cai được còn hết nhưng mà mắc mũi 4 ly ha. Bộ đục da. Còn mới như vậy nó rớt rồi, nó mắc tiêu nha các chị. Rồi cái này là mã số 33. 100.000 cho bộ đục da này luôn. Tiếp theo là mã 34. 34 là em có cái bộ đầu khẩu này nha các chị. Bộ này thì hình thức của nó là của tớp nha. Nó còn đẹp lắm nha các chị. Bộ này còn đẹp lắm. Của tớp mà. Em quay kỹ các anh chị mình xem luôn. Nó gồm có 12 cục. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 cục đúng rồi. 12 cục nha các anh chị. Đây nó có số này. Tớp hết. Bộ này là của tớp hết nè. Số 10 nè. Số 11 nè. Đó tớp. 10 và 11 còn đẹp nha các chị. Đó đầu rồi còn đẹp lắm, hàng 7 nó hư vàng vàng thôi chứ ngoài ra là nè, 13 nè. 12 13 nè, đó còn đẹp mới tinh như vậy luôn nè. Nó hơi dính cái keo ruộng dơ chút xíu thôi. 10 11 12 13 nè. 14 15 14 10 14 16 17 nè. 14 16 17 nè. Đó. 17 đây là tớp mà mẫu khác nha các chị. Tớp mẫu khác chút. Rồi, ba cục này còn đẹp luôn. Rồi tiếp theo là 19 21 22 19 21 22 23. Đó 19 21 22 chứ. 19, 21, 22 nha các chị. Đó, đẹp luôn à. Bộ này đẹp lắm, của tớp rồi hàng xịn nha các chị. Tiếp theo là 23 và 24. Đây, 23 và 24. Rồi, bộ này là mã 33 nha các chị. 350 của tớp này. Đẹp mới tinh luôn. Bộ này nó gồm có 12 cục nha các chị. 12 cục, khẩu của nó là 1 phần 2. Rồi, mã 33, 350.000. Tiếp theo là mã 34. 34 là em có cái đầu bô lông này nha các anh chị. 6.35 ly ra 17. 17 của tớp ha. Lục giác nha các anh chị. 6.35 ly ra 17. Chiều dài của nó là 7 sen. Còn đẹp nha các anh chị, không tróc sơn tróc xi gì, đầu cũng còn ngon lành. Rồi mã 34 70.000. Tiếp theo là mã 35. Là cái này cũng đầu bu lông 6.35 đi ra lục giác 13 nha các anh chị. Của tớp luôn, ra 13 này. Đó lục giác 13 cũng còn đẹp lắm luôn. Cái này chiều dài của nó là 10 sen nha các anh chị, chiều dài của nó là 10 sen. Mã 35 80.000. Tiếp theo là mã 36, là một cái cây này. Cây này là cũng của Lotte nha các anh chị, số 19 này. 6.35 ly ra Lotte 19 ha. Lục giác cây này mới tinh luôn, chưa sử dụng luôn. Chiều dài của nó là 10 sen. Mới tinh. Rồi mã số 36 100.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 37. Là một cái hai cái đầu, hai cái tay nối này nha, tay nối ngắn, tay nối dài 3/8 của Koken nha các anh chị. Đây Koken này, đó. Koken. Tay nối ngắn, tay nối dài như vậy luôn. Thì cái này á là hình thức của nó nha các anh chị. Hình thức của nó là như vậy. Cây này chiều dài của nó là 7 sen rưỡi, còn cái cây nối ngắn này á, ngắn này chiều dài của nó là 3 sen. Đó, Koken cái này là có lắc léo nhẹ luôn nha các chị, cái đầu vuông vuông này là có lắc léo nhẹ luôn nè. Thì cái cặp này nha các chị.
Cái cặp này là của cô Ken này, hai cái tay nối ngắn. Rồi mã 37 80.000. Tiếp theo là mã 38. 38 là một cái cây này nha. Cái này là 1/2, 1/4 nha các chị. 1/4. Nó có cái lắc léo 1/4. Đây lắc léo này là 1/4 của da bè, à quên, của Tone này. Đó, còn đẹp mới tinh như vậy luôn nha. Và một cái đầu chuyển nha các chị, chuyển từ 1/4 mà lên 3/8 này. Chuyển 1/4 lên 3/8 nha các chị, thì gồm hai cái cục này luôn. Vừa cái cục đầu chuyển và cái lắc léo này luôn. Rồi mã số 38. 80.000. Tiếp theo là mã 39, là cũng lắc léo nha các chị. 39 cũng lắc léo 1/4. Cũng lắc léo 1/4 nha các chị, này lắc léo của Mỹ này, USA này. Đó. Lắc léo 1/4 nhỏ này. Cũng còn đẹp lắm luôn nha các chị, không có tróc sơn tróc xi gì hết. Rồi mã 39 50.000. Tiếp theo là mã 40, thì em có bốn cái năm cái cục này nha các chị, năm cái cục đầu lục giác này nè. Đầu này là 1/2 nha các chị, 1/2 lên lục giác này. Đây 1/2, hai cái cục này là của KTC này. 1/2 ra lục giác 5 và 6 này, còn ok nha các chị. Đó, 5 và 6 này. Còn cái này là ra 8 nha, lục giác. Cái này là của Tone nha các chị, Tone này. Cái này là keo thôi nha các chị, không có bị gì hết đó. Người ta có sử dụng rồi nè, nhưng mà không có le nha các chị. Rồi cái này là 1/2 lên lục giác 8 này. Rồi cái này là 1/2 ra lục giác 12 nha các chị, 12. Cái này còn đẹp lắm luôn, của cô Ken luôn. Rồi cái này là 14 nha các chị, của Tone. À, ra 14 này trắng tinh luôn. Rồi năm cục này nha các chị, mã số 40 250, 1/2. Tiếp theo là mã 41, em có năm cái lưỡi dao sủi này nha. Năm cái lưỡi dao sủi này, à quên, 50 lưỡi nha các chị, 50 lưỡi dao sủi này. Các anh chị mình cần sủi thì mình chốt ha. Đây. 50 lưỡi mới chưa sử dụng này, dao sủi. Dao này mỏng nha các chị, dao này sủi. Hình thức của nó là như vậy. Rồi. Da ben. 50 lưỡi dao sủi này, mã 41 nha các chị. Điểm đo chiều dài của nó hơi em quên. Chiều dài của nó là 12 nha, 11, 12 nha các chị, 12. Cái đường kính rộng của nó là 2 cm. Đường kính rộng của nó 2 cm. Rồi mã 41 nha các chị, 170.000 cho cái dao sủi này luôn. Tiếp theo là mã 42. 42 là em có cái cuộn chì này nha các chị. Cái cuộn này thì nó là cuộn chì 2 ly. Mà cái cuộn này bằng giấy nha các chị, nó bị dính dầu á, nó nát cái giấy này, một cái giấy này. Thì cái cuộn này là em căng lên nó là 3,5 lần nha các anh chị. 350g luôn cái giấy này. Cái cọng chì này là 2 ly. Rồi mã 42 120. Em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị buổi chiều vui vẻ ạ.